Hi. Xin chào tất cả các bạn đến với kinh Mỹ Gắn Cần Thơ nha các bạn. Hôm nay mình đi thăm bãi nha các bạn. Rồi mình cũng quên chúc tất cả các bạn một ngày mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nha các bạn. Rồi mình tới bãi mình sẽ quay cho các bạn đi thăm cùng với mình nha các bạn. Rồi tới địa điểm này, đây mình có một cái nha các bạn. Buôn hàng cái coi. Ý, nặng nặng nha các bạn. Nặng bạn ơi. Ủa, gì ta? Rồi, hổng xỉu các bạn ơi. Xỉu nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Nó bự lắm nha các bạn. Rồi ra ngoài bắt cho các bạn xem nha. Rồi cái này mình để bà xã mình bắt luôn nha các bạn. Cái này để bỏ muối lửa thứ nha các bạn. Đó. Bự nha các bạn. 700 g mà nha. 700 g, 800 g nha các bạn. Để mình ra ngày bắt thử con ngựa ta chụp cái đầu mình thử. Hồi hộp quá, hồi hộp quá. Nó cắn không có đau rồi gì chứ á, đâu có tới trong thịt mình đâu. Nó làm cái ghê quá nè. Thì nói gì đó. Thôi bây giờ em làm sao đây? Mới nằm cái lợp xuống. Mới ra nó giọt ra sao? Mới nằm nó lợp xuống nó hí ra chạy ra. Sọt cái này cái đi. Để nằm xuống nó hí ra chạy ra bắt luôn sọt vậy. Đúng không? Ừ. Đó thì là chạy ra phải không? Ừ. Rồi hôm cái này cái đi. Luôn quá nó làm này. Cắn đâu có tới thịt mình đâu mà. Tao sẽ bắt mày. Để cái này để bà xã mình bắt thử các bạn. Để đây là vui thời gắn đó, mình đi với mình cuốn luyện giết bây giờ. Là con gắn là la làng á, bây giờ là chồng mình cuốn luyện giết như nó cũng hơi quen quen mà từ ấp ấy chắc đi giờ chưa có bắt con gắn nào. Hổ nữa cho nó, bữa nay mình bắt thử. Nó hơi chậm chút nha mấy bạn. Nắm đu lôi ra. Nó táp thì kệ, đừng có sợ, đừng có buông ra, cứ bình thường đi. Nó ừ nó vậy đó, nó táp đâu có tới sâu vô tay mình đâu sợ. Em không muốn. Ừ. Chụp. À mất tiêu rồi. Mất tiêu rồi. Thôi. Ê, này dính này, dính này. Ờ. Phang nha. Buông đi, buông đi, buông đi, buông đi, buông đi. Để em phang nghe, phang nghe chồng. Đủ rồi, đủ rồi. Nó buông cái đi, buông cái đi, buông cái đi. Trời. Nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhẹ thôi. Nó chết rồi, chết. Chết rồi mấy bạn ơi. Để mình bắt. Ô nó kiếm muốn cái mặt mình nó mổ. Chưa chết, chưa chết. Ô ngồi quý nha. Bùng. À nó bị cục đuôi nè. Rồi đó các bạn. Bà xã bà làm quá nó quảng hồn nó xỉu luôn các bạn ơi. Bà sợ mà nó còn sợ hơn bà nữa, nó xỉu luôn. Bà không xỉu mà nó xỉu nghe không bà. Ôi không có, không có. Đúng không? Nó bự lắm các bạn. Rồi rồi. Rồi bỏ túi lưới đi em. Anh mở tiếp đây. Nó táp xuống đây ha, đâu có vô tới thịt mình đâu sợ. Trời, nãy hồi nó táp vô mặt em. Nó quay dắt quay đầu lên, sợ. Sợ cái chồng này. Em tưởng nó đi luôn. Vậy là nó chưa có chết. Nó còn sống. Nó giả bộ nó xỉu mà. Nó còn sống chồng ơi. Chưa chết. Rồi, đừng nghe các bạn. Đừng ăn. Rồi. Rồi mình ấp clip mà ấp đây cái tới bảy mình và thăm bảy các bạn xem. Rồi, đây mình có con cá nữa các bạn. Đó nè. Rồi, hổ xỉu nữa các bạn ơi. Con nhỏ cũng mới nắng
nhỏ ù vậy á, rất tùm lum nha các bạn. Đúng ha. Đúng. Rất tùm lum. Đây nè. Ở đây qua chúng những cây gì rớt đi nữa giờ. Đi mở bao ra. Anh mới xuống đã bẻ cái miệng rồi bây giờ mở bao ra. Nãy nó bắt con chưa có nghệ thuật hung các bạn, cái này chứ mình để bạch. Có nó bạch thì bắt làm lại rồi bắt sợ quá, cái này bắt làm lại cái nữa các bạn. À, thấy không? Thấy cây xỏ nghe. Cục đu không anh ta? Nãy con xem cục đu con này. Kệ nó chung cả chụp nó cũng được rồi. Đừng làm quá từ từ á, nói chung là đừng làm quá nó chạy lẹ lắm. Giờ không kịp. Đuôi nó rẻ hơn không? Đuôi nó quay lại táp ra buông nữa à. Không. Con này không đuôi. Chín gãy hay không? Rồi, gắn mà chọc quay đầu lại chạy ra không được làm sao tùy vậy. Đâu chịu quay mà. Đừng có chụp cái tay thọc nó hoài, con này dám quay lại, quay đầu lại. Rồi dỗ dỗ đầu kia chạy ra đây nè. Ừ. Nó giọt nhanh lại mà không kịp nha. Ê nè. Nắm cái đường nó rút ra hay ha. Hả? Rồi căng. Chính cái đầu bên ngoài. Rồi. Hùng dữ kìa. 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 Rồi vô tới lưới luôn nha bạn. Táp thì tại được thì chảy máu à. Tại em được tại anh không được. Hình dữ nha. Hình dữ nha. Bà xíu luôn anh ơi, bắt một xíu. Đập một xíu luôn rồi. Bắt lên một xíu luôn. Ủa. Xíu luôn. Rồi, rẽ luôn lên rồi. Rồi. Bao nhiêu các bạn? Rồi. Bấm máy nha các bạn. Rồi, địa điểm này đây mình có một cái nha các bạn. Ê, nặng nặng các bạn ơi. Lên mở bao các bạn xem ha.
Rồi giờ cái lưới luôn qua. Rồi nó máy các bạn. Rồi cái địa điểm này đây mình có một cái nha các bạn. Ui hàng cái coi 1 2 3. Trong lỏng gì ta. Ôi nặng nặng các bạn. Nặng nặng các bạn ơi. Đó. Hành các bạn ơi. Để mở ra bao cho các bạn xem nha. Tại vì nói chung mình đó. Thấy không? Còn đây là cái xác gắn lục mè chết nha các bạn. Đây xác gắn lục mè chết. Rồi mình không bắt ra luôn, để luôn các bạn. Đó này mình mới vô đây thôi, này chắc cỡ 300 g bạn. Đi mình lên tính đi với bà xã rồi mấy cái sạc này của mình bà không có gì cho bảo ngoài tiền xe đó bà rồi không có đem á quay theo khó bắt nó phải không sáng đầu nó ăn kẹt đó, anh quậy. Ngon lắm các bạn. Rồi, hôm mai anh bỏ vô túi xách luôn các bạn. Rồi, địa điểm này đây cũng mình có cũng có cái này cũng là cuối cùng các bạn. Này cái này hổm gài cũng là thành tích dữ lắm các bạn. Ý. Có cái các bạn. Thấy không? Cứt nào các bạn. Rồi. Xong. Không nặng không vậy ta. Mini của các bạn. Mini các bạn ơi. Ừ. Này chắc thả luôn đó các bạn. Rồi, mình thả này luôn các bạn ơi. Rồi mình đốt máy luôn nha các bạn, thả luôn, rồi quá nhỏ rồi.